Hoa Lan Quang Minh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một dòng vũ nữ hồ ly tím. Cây đang vòi hoa. Và đây là mặt hoa. Đây là mặt hoa vũ nữ hồ ly tím. Và giá thành là 220.000 một chậu. Hoa Lan Quang Minh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.